Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một đôi giày cowboy miền Tây. Thực ra đây đéo phải là video review gì cả đâu các bạn ạ. Đây chỉ là một video câu view thôi. Câu view để cho kênh mình nó đủ điều kiện rồi mình bơm view vào. Đéo có review gì cả. Các bạn thấy thì cứ lướt qua mình ấy nhá. Đây. Giày 4 triệu 3. Da này mình không biết là da gì nhưng mà nhìn rất là bền. Đấy, giày nhìn cũng rất là xịn. Mình mua ở đấy, tên gì Hoàng Phúc. Hoàng Phúc. Địa chỉ ở Hàng Bông. Các bạn có thể lên Google search. Đế này thì đi mình đi giày theo quen nên là đi sang cái đế này cứng vãi cả đấy. Đấy. Thế thôi nhá, video hôm nay đến đây thôi.